Chào mừng các bạn đã đến với Tin học Sao Việt, nơi các bạn có thể học tin học văn phòng cơ bản hoàn toàn miễn phí. Để xem chi tiết và tham gia đầy đủ khóa học Excel cơ bản, bạn hãy lên Google tìm kiếm Tin học Sao Việt. Bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm nằm ở vị trí số 2, đó là Trung tâm Tin học Sao Việt, đào tạo tin học văn phòng. Các bạn click vào. Tiếp theo, các bạn chọn làm việc với bảng tính trong Excel. Các bạn chịu khó lăn chuột xuống dưới, chọn vào khóa Excel cơ bản. Đây chính là nơi bạn có thể học toàn bộ khóa học bảng tính Excel cơ bản hoàn toàn miễn phí, bao gồm tài liệu khóa học, cùng với đó là hệ thống bài tập thực hành để các bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản cũng như các hàm tính toán sau mỗi một buổi học. Trong video hôm nay, Tin học Sao Việt sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ hàm đếm ở trong Excel. Bộ hàm này sẽ khá là hữu ích với các bạn đang làm việc liên quan đến tính toán, thống kê hay là lập những cái bảng chấm công. Và để có thể hiểu rõ hơn thì chúng mình hãy cùng làm bài tập thực hành ngay sau đây nhé. Ở trong bài tập này, mình đang có sẵn một bảng kê các dãy ký tự. Thì ở bảng kê này, mình có những ô giá trị số, giá trị chữ và cả những ô trống không có giá trị gì cả. Thì ở yêu cầu đầu tiên đó là bảng bên có bao nhiêu ô chứa số. Vậy thì trước hết thì mình sẽ đếm theo cách thủ công. Các bạn hãy đếm chung với mình nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây mình đếm ra được có tổng cộng là 5 ô chứa giá trị số. Vậy thì nếu đếm theo cách thủ công như thế này thì vừa mất thời gian mà đôi khi lại dễ nhầm lẫn giữa các dữ liệu với nhau nữa. Thì trong Excel có một hàm dùng để hỗ trợ các bạn đếm những ô chứa giá trị số, đó là hàm count. Vậy thì ở câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng hàm count theo cú pháp bằng. Các bạn sẽ ghi tên hàm count này ra cho mình. Sau đó, các bạn quét chọn vùng dữ liệu cần đếm, đóng ngoặc lại và Enter. Thì khi đó nó sẽ trả ra kết quả cho mình, ở đây đó là 5. Có phải là đúng với kết quả mà chúng ta vừa đếm thủ công khi nãy không nè? Đến với yêu cầu số 2, đó là bảng bên có bao nhiêu ô rỗng. Thì khi mà chúng ta quan sát được, ở đây thì các bạn thấy chúng ta có tổng cộng là 3 ô trống, hay còn gọi là những ô rỗng không có giá trị gì cả. Vậy thì mình sẽ sử dụng hàm countplan để có thể đếm được số ô rỗng này nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng bằng. Các bạn ghi tên hàm countplan ra, sau đó cũng quét chọn vùng dữ liệu cho mình và đóng ngoặc lại. Thì kết quả trả ra là 3. Và đến với yêu cầu cuối cùng, đó là bảng bên có bao nhiêu ô chứa chữ cái. Vậy thì trước hết chúng ta cần phải tìm được trong bảng này có tổng cộng bao nhiêu ô chứa dữ liệu trước đã. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là hàm count a để chúng ta có thể đếm được những cái ô không rỗng là những ô chứa dữ liệu bao gồm cả chữ và số của các bạn đó. Thì ở đây mình đã đếm ra được có tổng cộng là 9 ô. Vậy bây giờ chúng ta đang có tổng của cả ô chứa số lẫn chữ, nhưng chúng ta chỉ đang cần tìm số ô chứa chữ mà thôi. Nên các bạn sẽ lấy tổng chung của cả số lẫn chữ này trừ trực tiếp cho tổng của các ô chứa số, thì chúng ta sẽ ra được số ô chứa chữ cái ở trong bảng bên. Ở đây ra kết quả là 4. Vậy thì chúng ta hãy cùng kiểm tra thử nhé. 1, 2, 3, 4. Có phải là rất nhanh mà lại còn chính xác nữa đúng không nè? Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bộ hàm đếm ở trong Excel rồi đó. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau nhé.